Arahato sama sambuddhassa namatthu ratanatiyassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng, quý tu nữ và chư thiên nam tín nữ có mặt, mong cho tất cả được sẵn vui tiến hóa thành tựu quốc báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ và chư Phật tử, sáng hôm nay ngày mùng 1 được biết là ngày Tuần Thất, Tuần Trung Thất, trăm ngày, tuần lễ trăm ngày của thầy Lâm Kim Đắc, pháp danh là thầy Thiện Phước, là một Phật tử xưa kia, sau những ngày giải phóng, thầy là một trưởng ban cư sĩ tại chùa Xu Lý. Rồi một thời gian thầy định cư ở tại Canada, nhưng mà hàng năm thì thầy và cô Điềm, tức là cô Diệu Hạnh, cùng với các con cũng đều gửi tịnh tài về để cúng dường cho các cái cuộc lễ chư tăng Tết hoặc rằm giêng, rằm tư, rằm bảy. Hôm nay nhân trăm ngày của thầy Lâm Kim Đắc, chúng tôi qua đây trước là để thuyết pháp cho quý vị nghe, sau đó cũng chứng minh cuộc lễ. Hôm nay có chư tăng, chư tu nữ ở phường Thiền được mời qua tham dự trong cái cuộc lễ trai tăng này, và các vị tu nữ ở chùa Dư Pháp cũng về đây để tham dự theo lời mời của gia đình thí chủ. Quyến thuộc thì không có mấy người, nhưng mà nhờ có chư tăng và chư tu nữ cho nên cái hội chúng nghe pháp thấy đông đảo. Do đó cho nên sư chuyển lại cái đề tài để thuyết pháp cho cái cuộc lễ làm phước hôm nay đã được tăng thêm cái phước báo. Nhưng mà cái đề pháp này thì chủ yếu là thuyết cho chư tăng, chư ni, các vị hành giả. Còn những cư sĩ quyến thuộc của gia đình thầy giáo có nghe được bao nhiêu thì nghe. Thật ra cũng không có hy vọng gì, bởi vì thiện pháp thưa quý vị khó lắm, chứ không phải dễ. Một sớm một chiều, lâu lâu mình thỉnh thoảng mình đi nghe pháp, hay là mới nghe lần đầu tiên, thì mà thấu hiểu pháp chỉ có thời Đức Phật mới được như vậy. Thời Đức Phật khi mà Đức Thế Tôn ngày đến nhà của một người cư sĩ, họ cúng dường, họ thỉnh cúng dường, đi đến đó ngài thuyết cho nghe thời pháp, hoặc là gặp ở trên đường đi khất thực, ngài thuyết cho nghe một cái bài kệ, đã nghe xong họ chứng đạo quả rồi, là do cái căn duyên ở trong quá khứ họ đã từng tu tập, đã từng tạo công đức phước báo
Cho nên họ mới có duyên lành như vậy. Còn cái thời kỳ bây giờ chúng sanh đó không có cái hạng gọi là Paritanyu hay là Upitanyu hay là Naya, mà bây giờ thì chúng ta chỉ là Parama. Bada Parama có nghĩa là chúng sanh bây giờ giàu cho có giỏi Phật Pháp thì chỉ giỏi qua cái bằng cái văn tự, tức là chúng ta học thuộc cái bài kinh nào thì chúng ta cứ tụng thôi. Như là Phật tử ở bên ngoài đó, họ tụng chú Đại Bi hay là họ tụng những cái này kia. Còn Phật tử Nam Tông đó, thì tụng những cái bài kinh Lễ Bái Tam Bảo, kinh Từ Bi, chỉ đại khái vậy. Nhưng mà cái việc mà để hiểu, để học giáo pháp thì lại không hiểu. Cái thời kỳ nó khổ vậy. Cho nên hôm nay đó, sư thuyết cho quý vị nghe một cái đề pháp. Cái đề tài mà sư thuyết hôm nay tức là nằm chờ chết. Quả thật vậy. Nếu mà xét cho cùng đó thì tất cả chúng ta sống để rồi chết, gọi là sống qua ngày chờ qua đời đó. Nhưng mà giữa hai cách sống, sống qua ngày chờ qua đời, đối với một người không hiểu biết Phật Pháp, không có niềm tin nơi Phật Pháp, người đó có một cái đời sống rất ư là nhàn hạ, hoặc là họ bận rộn một cách vô ích, tức là họ xoay sở, họ lăn trôi theo cái con đường danh lợi, hoặc là tối ngày đi tìm cái ăn cái mặc, giống như những cái loài thú ở trong rừng tối ngày nó chạy, chỉ chạy lo kiếm ăn thôi. Là chim quý vị, nó cũng đi kiếm ăn thôi. Quạ quằn thì con chim thì nó còn có tha rác về, tha cỏ về để nó làm tổ, nhưng mà cũng mục đích là để ở, để ngủ và đi kiếm ăn để rồi sau đó chết. Còn cái loài thú thì không có làm ổ. Một loài, một số loài thì nó đào hang để nó trú ẩn, vì ở bên ngoài thì nó nguy hiểm cho nên phải đào hang trú ẩn. Nhưng mà rồi cũng đi quần quật đi tìm cái ăn để rồi chết. Con người chúng ta đa phần là như vậy. Chúng ta chỉ đi tìm cái ăn, nghe danh từ thì nó thơm tho một chút, là mình mở cái công ty này công ty nọ, mình làm giám đốc rồi làm chủ tịch tập đoàn vân vân, nói nghe cho nó kêu vậy, chứ thật sự ra thì chúng ta cũng chỉ lăn lộn để đi tìm cái ăn thôi, mới xảy ra cái tình trạng tham dũng đó quý vị thấy. Nhưng mà rồi những con người đó khi mệnh chung chết á, thì họ sẽ sanh về đâu? Tất nhiên là phải rơi vào đọa xứ, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là bàn sanh, hoặc là Atula. Nếu mà họ sanh trở lại làm người thì họ sẽ là người ương hèn, thấp kém, là người tàn phế, bởi vì họ đâu tạo công đức gì. Rồi lại là cái người thiếu trí, đần độn, như chúng ta thấy bây giờ đó. Giữa con người của chúng ta đừng có nói là sanh làm người là một điều khó. Cái chô mà núi Sampati là phô, chúng ta tưởng đâu là Phật Côn Đức Phật nói vậy là sanh làm người là khó,
rồi con người ai sanh ra cũng đều là quý, không phải đâu. Sanh ra làm thân nhân loại mà biết cách sống kìa, sống có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người khác, sống có lợi ích đời này, có lợi ích đời sau, và sống làm sao để có cái thân này mà chúng ta tạo duyên niết bàn được trong tương lai đó, thì cái đó sanh làm người mới là có giá trị. Chứ nói vậy quý vị hiểu rồi. Cho nên bây giờ đó cũng đồng là sống để chờ chết. Nhưng mà người tu của chúng ta thì chúng ta không chịu thúc thủ sống để chờ chết một cách vô ích, mà chúng ta phải biết tận dụng cái thân này. Và ta biết phúc, và ta biết phúc arem simha kajira mala kune bahu e quang che tì nó bắt chì đó gạch tập bằng kusa lăng bahu. Đức Phật ngài dạy như từ vào đốn hoa nhiều trần hoa được làm, cũng vậy nhờ cái lợi dụng cái thân sanh tử này mà làm được nhiều thiện sự, chúng ta cũng sống để chờ chết người ta vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta còn hơi thở ra hơi thở vào là chúng ta còn tỉnh táo, chúng ta còn hướng tâm để chúng ta chiêm nghiệm về cái cuộc đời này, chiêm nghiệm về xác thân này. Chúng ta thấy cái thân đây phải có sự già, không thoát khỏi sự già. Thân đây phải có sự bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Thân đây phải có sự chết, không thoát khỏi sự chết. Sau khi quán xét như vậy đó thì chúng ta nghĩ chính tham sân si nó là nhân tố để làm cho chúng sanh tạo ác nghiệp và đưa đến sự khổ đau, quả dị thục. Nghĩ như vậy cho nên cái người tu chúng ta đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi, lúc nào chúng ta cũng có chánh niệm để đẩy lùi tham sân si. Chúng ta sống chờ chết bằng cái kiểu đó. Thỉnh thoảng khi mà chúng ta có phát sanh lên tài sản vật chất lợi lộc, chúng ta nghĩ đến chuyện là xả tài đi làm phước, cái đó là chúng ta cũng sống có ý nghĩa, sống để chờ chết. Rồi hàng ngày sáng thức dậy là chúng ta có tác ý trong ngày hôm nay, ta nguyện không sát sanh, ta nguyện không trộm cắp, ta nguyện không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, ta nguyện không làm thân ác, làm khẩu ác, ta nguyện không có suy nghĩ ác. Tức là chúng ta cũng sống để chờ chết, nhưng mà công việc của chúng ta hàng ngày nó là như vậy. Ở đây sở dĩ mà suy nhắc như vậy đó để lưu ý rằng chư tăng và chư ni thiền sinh đó, hành giả, chúng ta cũng nhớ sống, chúng ta chỉ sống chỉ để chờ chết thôi, nhưng mà chúng ta sống cuộc sống như thế nào để cho có ý nghĩa. Nhưng có điều là chúng ta nhiều khi chúng ta hành thiền đó, chúng ta lại không hiểu biết, chúng ta dốt nát về kinh điển. Do đó cho nên chúng ta hành thiền, chúng ta chỉ ngồi cho có ngồi vậy, rồi chúng ta tạo cho mình một cái môi trường an nhàn, chúng ta ngồi yên để chúng ta ngủ cho nó khỏe, cái trạng thái hôn trầm thị miên đó, chúng ta ngủ. Hay là chúng ta nghĩ rằng chúng ta ngồi thiền, do đó cho nên chúng ta không có làm việc gì động tay động chân, không có hoạt động cái gì hết. Người ta ngày xưa người ta vô người ta ngồi thiền chỉ trong chốc lát thôi thưa quý vị. Sayi Sukha 7 tuổi, đệ tử của ngài Sariputta Xá Lợi Phất, vào buổi sáng theo thầy đi khất thực,
đi ngang qua thửa ruộng, gặp những người nông dân họ đang khơi một cái lạch nước vị sa di đó còn nhỏ đâu biết gì đâu, hỏi thưa thật bạch ngài, những người đó họ đang làm gì đó? Ngài Xá Lợi Phất là nói những người nông dân này đang trồng rẫy, trồng ruộng, trồng gieo lúa, cho nên lúa mà khô quá thì sẽ chết, thế là người ta phải khơi cái con rạch nước để dẫn nước vào ruộng cho hạt lúa nó được nảy mầm, nó phát triển. Bạch ngài, nước nó có tâm thức hay không? Ngài nói nước là vật vô tri giác. Ngài Sa Di, cái Sa Di mới suy nghĩ nước nó vô tri giác mà người ta còn hướng dẫn nó để làm việc lợi ích được, tại sao mà ta là chúng sanh có tâm thức mà lại không có dẫn dắt cái tâm này để mà đạt đến mục đích giải thoát được sao? Để đi nổi nữa, gặp người thợ, cái ông kia ông đang ngồi ông chuốt, ông chuốt cái cây tên, ông chuốt những mũi tên, ông chuốt xong ông hơ trên lửa, ông uống qua uống lại để cho ông đưa mắt ông nhắm cho cái tên nó thẳng. Bên ngày người ta đang làm gì đó, cái ngày Xá Lợi Phất ngày cũng kiên nhẫn, ngày trả lời với một đứa bé đệ tử này, ngày nói người ta đang chuốt tên đó con, để người ta phải uốn nắn cái mũi tên cho ngay thẳng nặng có thể bắn đi trúng đích được. Bạch ngài, cây nó có tâm thức không? Tôn giả Xá Lợi Phất thì nói cây nó vô tri giác, không có tâm đâu. Cái vị Sa Di cũng suy nghĩ giống y như vậy nữa, tức là cây gỗ không có tâm thức mà người ta dùng lửa để người ta uốn nắn cho nó thẳng, tại sao mình là chúng sanh có tâm thức không có thể uốn nắn cái tâm này cho nó thẳng để đạt đến niết bàn sao? Thế Sa Di đi tiếp, mới 7 tuổi thôi thưa quý vị mà tư tưởng đã suy nghĩ như vậy rồi đó. Đi một đổi nữa, gặp những người họ đang lăn xăng để họ đẽo gỗ, họ cưa gỗ xẻ gỗ làm thành tre, thành xe, trục xe, bánh xe, họ đóng cái thùng xe. Sa Di hỏi bạch ngài, người ta đang làm gì? Ngài nói người ta đẽo gỗ để người ta đang đẽo, đang bào, đang đục để mà người ta làm thành một chiếc xe để mà vận chuyển hàng hóa, vận chuyển lúa gạo vân vân. Thì nó bạch ngài, những cái cây gỗ này có tâm thức không? Thì ngài nói không có, nó vô tri giác mà. Cái vị Sa Di cũng suy nghĩ vậy, cây gỗ không có tâm thức mà người ta đẽo gọt nó, ráp nó lại thành một chiếc xe hữu dụng ở trong đời sống, tại sao mình là chúng sanh mình không thể đẽo gọt cái tâm này để đạt đến cái mục đích cứu cánh giải thoát? Thế là vị Sa Di nó ba lần chứng kiến và hỏi thầy, có cái sự suy nghĩ như vậy, quyết định nó bạch ngài, hôm nay xin phép ngài cho con được ở nhà, con không đi khất thực để con hành sa môn pháp. Ngài Xá Lợi Phất ngài biết cái ngày nghỉ hôm nay Sa Di xuất khá không có chịu đi khất thực mà quay trở về để làm gì, có kết quả không? Thì ngài nhìn thấy có kết quả, cho nên ngài trao cho chìa khóa, nói khi mà con về đến chùa đó, con mở cái cửa tịnh thất của ta mà ngồi trong cho an toàn, biển còn nhỏ xíu mới 7 tuổi mà cho ngồi ở ngoài gốc cây ngoài sân là cọp nó ra tha làm sao. Cho nên á, vị Sa Di về mở cửa ngồi thì quý vị biết rằng cái bảo tọa đích thích nóng nảy. Ngài quán xét, ngài thấy hôm nay Sa Di xuất khá về có ý định là hành sa môn pháp, ta phải hỗ trợ, gọi tứ thiên vương mấy vị đó đến là đủ chim chóc bay đi hết để đừng gây tiếng ồn. Và chỉ nội trong buổi sáng là Sa Di xuất khá
nghĩa là từ cái giờ mà từ giả thầy đi trở về cho đến trưa, đến cái giờ mà ông thầy đem cơm về cho ăn đó, là khoảng thời gian không có bao lâu, là chứng ngài là hán quả rồi. Cho nên ngày xưa trong thời Đức Phật, chúng sanh mà hữu duyên với đạo quả nhiều lắm thưa quý vị. Nghe xong thời pháp cũng chứng được đạo quả, ít nhất là tu đạo quần, thấp nhất là tu đạo quần. Rồi những vị mà có duyên là đắc đạo quả la hán thì thưa quý vị, mới 7 tuổi thôi là người ta đã có một cái chí hướng Sayyisuka, Sayyibandita, mới 7 tuổi thôi. Sayyisankicha cũng 7 tuổi thôi, 8 tuổi. Rồi có những vị Sayyidappamallabhuta cũng vậy, Sayyirahula cũng 7 tuổi thôi. Nhưng mà Sayyirahula thì xuất gia 7 tuổi, mãi cho đến năm 18 tuổi mới chứng quả A-la-hán. Còn mấy vị Sayyi kia 7 tuổi chứng A-la-hán rồi. Có nhà ông Bà Lợi Môn đó đó, bà vợ bà kêu đi đến chùa thỉnh 4 vị tỳ kheo trưởng lão đi đến đây để cúng dường. Đi đến chùa thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất, ngài mới sắp đặt cho 4 Sayyi nhỏ mới 7 tuổi thôi đi. Đi về nhà cái bà vợ của ông Bà Lợi Môn đó và cằn nhằn ở đó, bộ chùa hết mấy vị trưởng lão sao thỉnh mấy ông Sayyi nhỏ xíu vậy. Cái mấy vị đó cũng nên thinh, không nói hết. Vị ngài A-la-hán mà, các vị A-la-hán không nói hết. Ngồi kể, thí chủ có lòng tốt thì cúng dường đàng hoàng, còn không thì cho ăn liêu láo cũng được. Sau khi ăn xong rồi, phúc chúc xong rồi, 4 vị đó dùng thần thông biến mất. Lúc bây giờ hai ông Bà Lợi Môn ông mới sững sờ, ông hoảng hốt. Ông biết đây là bậc thánh chứ không phải là đơn giản. Các ông mới đến chùa xin sám hối Đức Phật. Ngày xưa vậy đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải đọc nhiều kinh điển, chúng ta hiểu nhiều sách vở, chúng ta sẽ quan hỷ với cái đời sống xưa kia. Thế là bây giờ chúng ta học theo cái cách đó. Chúng ta chưa phải A-la-hán nhưng mà chúng ta học cái cách làm A-la-hán, tức là chúng ta học cái cách tu tập đó. Chúng ta chưa phải là bậc A-na-hàm tu đầu quần Tư Đà Hàm, nhưng mà chúng ta phải học cái cách đó. Bằng cách là chúng ta mỗi ngày, chúng ta có phải vận dụng, chúng ta phải áp đặt cái niềm tin, thiết lập cái niềm tin của mình trên đối tượng là Tam Bảo. Chúng ta phải thiết lập cái niềm tin của mình vào cái lý nghiệp báo nhân quả. Đừng để cho cái niềm tin của chúng ta lâu ngày nó bị suy sụp. Giống như chúng ta ở nhà hay chúng ta ở chùa, lâu lâu chúng ta thấy cái chỗ này mà nó bị hư, cái hạng mục này nó bị hư, cái trái đường bị hư, cái liêu cốc bị hư, hay là nhà cửa nó bị sập xệ đất thấp, chúng ta phải thiết lập, chúng ta phải xây dựng nơi cơi nới cao lên. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập ít nhất là một tuần lễ là chúng ta phải khơi dậy cái niềm tin của mình. Bởi niềm tin phòng thủ chúng ta nó dễ bị lui sụp lắm thưa quý vị. Mà cái niềm tin đó nếu như mà chúng ta thiếu, hay là chúng ta yếu cái niềm tin, là chúng ta kể như thiện pháp chúng ta bị suy giảm. Tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Cho nên sự sợ nhất là những người, những vị mà tu tập, họ nói hành thiền đâu có tụng kinh chi, tụng kinh không có giải thoát, hành thiền mới giải thoát. Nhưng mà họ quên cái ý nghĩa tụng kinh là cái gì. Ông thầy không có dạy sao? Tức là mỗi buổi sáng, sáng sớm hoặc là chiều tối, để cái giờ công phu qua một bên,
với cái tâm trong sạch tịnh tín ngồi trước mặt kim thân Đức Phật á, nhớ tưởng đến Đức Thế Tôn là bậc đã vượt qua khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, vượt qua bọc lưu, ngài thuyết pháp để vượt qua bọc lưu, ngài là bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp để giác ngộ, là bậc an tịnh, thuyết pháp được an tịnh. Xong rồi mình rảnh lễ Đức Phật Itiviso Phát Qua Ra Hăng, Đức Thế Tôn là đấng trọn lành, Samma Sambuddho là đấng chánh minh tri. Chúng ta cứ ngày nào cũng tụng kinh Itiviso Svakkhato Suppatipanno rồi chúng ta hành thiền. Đó là chúng ta tán thán Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Ai biểu chúng ta lên tụng kinh chúng ta không hiểu gì hết mà tụng EA, tụng cho có lệ thì đương nhiên là tụng cái đó không có lợi ích rồi, phải rồi. Còn khi mà chúng ta học kinh cho chu đáo đó, học kinh tụng cho chu đáo thì chúng ta nhớ mỗi ngày tụng kinh là rất quan trọng. Quý vị biết cái giờ mà tụng kinh đối với chúng tôi là cái giờ rất là quan trọng. Vì sao vậy? Chúng tôi hàng ngày công việc nhiều quá, cho nên chỉ có cái giờ tụng kinh đó mới là tập trung nhớ được ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, nhớ được kinh điển, kinh pháp cú học thuộc lòng rồi. Nhưng mà chỉ có giờ công phu hành thiền đó là chúng tôi mới có thời gian để chúng tôi ôm lại từ Manupapangamathamma Manusitta Manomaya cho đến dài từng phẩm từng phẩm từng phẩm. Nhưng mà chúng tôi may mắn cái là khỏi cần học nghỉ việc, chỉ cần tụng con bê ly đó ra là chúng tôi nhớ, chúng tôi biết được ý nghĩa bài kệ pháp cú đó dạy cái gì rồi. Do cho nên cứ mình ngồi mình ôm kệ ngôn Bali pháp cú là tự nhiên cái tâm của mình hoan hỷ, mình nghĩ rằng ồ, ta đã hiểu được nhiều Phật ngôn, hiểu được nhiều Phật ngôn, cho nên tâm hoan hỷ. Các vị nếu mà muốn siêng năng mà tụng kinh để sanh khởi cái niềm tin nơi Tam Bảo đó thì chúng ta phải ráng để học kinh Bali ở câu nào thì chúng ta phải học thua luôn cái nghĩa của câu đó. Cái niềm tin quan trọng lắm chứ quý vị. Mất niềm tin là mất tất cả. Hễ cái niềm tin mà bị dao động đó, niềm tin của chúng ta mà nó bị dao động giống như là cái về rau mát hay là lục bình mà nó nổi trôi, có khi tấp bên này, khi tấp bên kia, có khi tin ông này, có khi tin ông khác, có khi tin Phật Thích Ca, có khi tin Phật Di Đà, có khi niệm Quan Âm. Hỏi cái niềm tin mà bị dao động như vậy làm sao trí tuệ nó viên mãn được? Làm sao mà trí tuệ viên mãn được? Làm sao chứng niết bàn được? Cuộc đời của chúng ta khi mà quy y Bố Thân Sa Ra Năng Gạch Cha Mí, con xin quy Phật Thích Ca, thì chúng ta cứ là nhất hướng ngay Đức Phật Thích Ca Sắc Gia Mâu Ni, Đức Phật Gautama. Như vậy đó thì cái niềm tin của chúng ta mới được đa sư hư bệnh. Cho nên cái niềm tin của chúng ta cứ như thế đó mà chúng ta tăng trưởng. Nhưng mà nhớ, nếu được mỗi ngày chúng ta tán thán Đức Phật, tán thán giáo pháp, tán thán tăng chúng thì tốt. Nếu không thì ba ngày hay ít nữa một tuần lễ thì chúng ta phải làm sao để chúng ta củng cố cái niềm tin của mình. Làm sao chúng ta phải củng cố niềm tin của mình? Khi mà chúng ta xây dựng cái ngôi nhà đó, hằng ngày lâu lâu, hằng ngày hoặc là lâu lâu thỉnh thoảng, chúng ta phải xem xét với cái nhà của mình nó có bị rạn nứt hay không, nó có bị dột hay không. Chúng ta phải suy nghĩ rồi để chúng ta gia cố lại. Chúng ta phải gia cố niềm tin mỗi ngày vậy. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai đó là kẻ phàm phu của chúng ta, chúng ta hay ngủ quên trong chiến thắng lắm. Ngủ quên trong chiến thắng là như thế nào? Thí dụ như người cư sĩ đi chùa làm phước, làm việc từ thiện, được đâu một vài lần nghĩ ta ngon lắm rồi, ta tu nhiêu đủ rồi, đi làm phước nhiêu đủ rồi. Nhưng mà chúng ta quên rằng là mình sống để chờ chết, mình làm mới có bấy nhiêu đó. Trong lúc mà giờ phút lâm chung chưa chắc gì chúng ta nhớ được cái phước báo đó. Cho nên đừng bao giờ chúng ta thấy phước báo là đủ.
Cái công đức chúng ta làm chưa được bao nhiêu đâu, không có thấm thía gì hết. Bởi vì Sappe Satta Machuno Padang, tất cả chúng sanh đều sẽ chết. Quý vị hãy tưởng tượng cái cảm giác mà chúng ta thở hụt hẫng, hơi thở hụt hẫng, nhịp tim áp huyết nó tuột xuống. Bây giờ chúng ta sắp chết là áp huyết nó tuột từ mười mấy cho đến nó tuột còn chín, còn bảy, còn sáu, là cái cảm giác mà còn sáu, còn bốn là nó mệt mỏi mà nó toát mồ hôi ra. Cho nên quý vị thấy những cái người mà chết, những cái thây đó mới vừa chết xong chúng ta sờ cái mặt á thì nó lạnh ngắt, mà mồ hôi nó tươm ra, nó tươm mồ hôi lạnh, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta sắp chết, nó cũng như vậy đó. Cho nên lúc đó chúng ta muốn tỉnh táo phải làm cái gì? Tức là chúng ta phải có đủ cái nghị lực chánh niệm, bằng cách là chúng ta phải tinh tấn mỗi ngày. Chúng ta phải tinh tấn mỗi ngày, phải tập tinh tấn làm sao? Quý vị biết thì chúng tôi rất là mệt mỏi, nhiều khi làm việc nhiều quá nó mệt mỏi, bị thiếu ngủ á. Cái chúng tôi nghĩ rằng thôi tự cho phép mình bữa nào phải nghỉ làm việc, nghỉ viết bài, nghỉ dịch kinh chừng ba bữa để mà phục hồi sức. Nhưng mà nói ba bữa đâu có dám nghỉ ba bữa đâu thưa quý vị. Chúng tôi nghỉ được từ một ngày một, ngủ một đêm một cho nó tròn giấc, là qua hôm sau là tỉnh táo là đi làm việc lại, chứ không dám nghỉ, không dám ngủ nghỉ nhiều. Tại sao ngủ nghỉ nhiều? Vì sự tinh tấn nó bắt đầu lui sụp, nó sụp giảm liền. Quý vị thấy sụp giảm liền. Do đó cho nên cái điều thứ hai mà chúng ta phải muốn thực hiện được thiện pháp, muốn có chánh niệm vững chắc, thì chúng ta phải có cái pháp tinh tấn. Mà cái sự tinh tấn đó là chúng ta phải biết cách để chúng ta vận dụng nó. Vận dụng cách nào? Đức Phật ngài dạy rằng Arattha Viriyavatthu, tức là Viriyaramphavatthu, tức là những cái bát đoan cần, tức là những cái điều mà nó làm cho cái tâm của mình nó vực dậy, nó tỉnh táo lên và nó hưng phấn trong cái việc mà chúng ta tu tập đó. Một là khi mà chúng ta sắp sửa đi xa, chúng ta nghĩ rằng cái thời gian mà ta đi xa ta sẽ không có tu tập được, thì thôi bây giờ còn ở nhà một hai ngày ráng tu bù, đi xa mới về mình cũng phải nghỉ. Hôm rồi mình đi mình bỏ cái việc hành thiền, hay là bỏ cái việc soạn kinh về sách, rồi bây giờ về tới rồi bây giờ phải làm bù. Là hai, khi mà mình có công chuyện sắp làm, lễ lộc gần tới, mình biết là lễ lộc gần tới bận, như các vị sư hay các vị tu nữ ngoài trường thiền tội nghiệp, mỗi khi mà chùa ở trong này có lễ lộc này kia là phải nhờ, phải réo gọi các vị vô công quả tiếp, thì các vị nhớ ồ bữa mốt của chùa có lễ, có đại lễ mình sẽ bận rộn tiếp. Mà nếu mình bận rộn vậy làm sao tu? Thôi bây giờ bữa nay mình tu bù đi, mỗi khi mình tu 8 tiếng, bây giờ mình tu 10 tiếng, ngày 10 tiếng, 10 tiếng, 10 tiếng. Cái mà tu mình tu bù vậy đó, nó tạo sự tinh tấn. Làm xong công việc, sắp làm công việc, sắp làm việc, làm đã làm việc xong, bệnh, sắp bệnh hay bệnh mới hết, được ăn no, đói, được ăn no cái mình mới suy nghĩ, ồ, bây giờ ta được ăn no phải rắn lo tu tập, chứ để mai mốt mà bị đói, bị nạn đói khởi lên thì mình tu tập cũng được. Cũng là cái sự tinh tấn.
Hay là mình đi khất thực. Hồi xưa có nhiều vị tỳ kheo đi khất thực đói quá, Phật thực không có, đi gặp cái xứ ngoại đạo, cái làng ngoại đạo nó không có cúng dường, bị đói vậy, bị nó suy nghĩ không sao cả. Cái cơ thể này đó, khi mà bị đói thì nó được nhẹ nhàng, linh hoạt. Trong cái nhẹ nhàng linh hoạt đó ta có thể hành thiền dễ dàng. Nếu vị đó tác ý như vậy, các vị đó tinh tấn, cho nên gọi là bát đoan cần. Còn quý vị muốn tinh tấn nữa đó, là quý vị phải quán bát hê thảm, gọi là sanh quê gá quá thú. Sanh quê gá ở đây tức là chúng ta phải quán xét cái gì cho chúng ta sợ. Nhưng mà coi chừng cái tâm phạm phu chúng ta nó lì gì rồi nó không sợ đâu. Tức là trong quá bán thi thảm, Đức Phật Ngài dạy suy xét sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, địa ngục là khổ, ngạ quỷ là khổ, súc sanh là khổ, Atula là khổ. Bây giờ mà ta không có tu tập đó, không có tinh tấn, không có nỗ lực, cứ mãi bị lăn trôi luân hồi, phải bị sanh già bệnh chết, rồi có khi mình phải sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh Atula thì khổ thêm nữa. Chưa đâu, ở trong chú giải còn nói thêm bốn cái nữa, tức là hàng ngày đó chúng ta phải quán xét. Upani với thí lô qua thu, đời là vô thường dẫn đến chỗ hủy diệt. Quý vị có biết là nó quen rồi, thành thường cận y duyên. Ở chùa, ở trong hạ đó thì 7-8 vị, 3-4 cô tu nữ cùng sáng mà lên tụng kinh, thấy ngồi đều hết, ngồi thiền một lớp lớp gì. Tự nhiên cái hổm rài cái mấy sư có công việc, nó bị này đi chỗ này, bị kia đi chỗ kia. Có bữa thì có vị bị bệnh không lên, thế là lên trên chánh điện tụng kinh còn có 2-3 vị thôi. Mấy cô tu nữ thì đi về tỉnh thất hết, đi về nhà hết, còn có một chú giới tử. Thì lúc bây giờ chúng tôi nếu mà gặp ngày xưa đó là chúng tôi cảm thấy chán nản, cảm thấy buồn. Nhưng mà giờ không có đó. Chúng tôi siêu quán Upadi với tí lô của thu, đời vô thường nó dẫn đến chỗ quỷ diệt là như vậy. Hễ có thịnh rồi có suy, hưng rồi tới vong. Mình nghĩ vậy mình chán, mình nghĩ thôi, vậy cho nó yên tịnh, mình ngồi thiền, mình ôn kinh cho nó dễ. Cho nên phải làm gì? Phải suy xét đời là vô thường đi đến chỗ quỷ diệt. Luôn luôn người Phật tử chúng ta phải ghi nhớ, phải nhớ lấy. Một là quyến thuộc đông, rồi suy sụp là chúng ta lấy cái đó để chúng ta quán. Hai là tài sản chúng ta hồi trước giàu có, bây giờ nó bị bế tắc, phải suy sụp. Có những cái công ty bây giờ là phải bị phá sản, trong cái mùa dịch bệnh không có sinh hoạt, không sản xuất được, bây giờ giải tán công nhân. Thưa quý vị, bây giờ tình trạng đói sắp tới đây, chúng ta phải suy xét. Chúng ta thấy cuộc sống này nè là vô thường đi đến chỗ quyệt vì khổ lắm. Thứ hai nữa là Atano Loko Anephisaro, chúng ta phải quán xét đời là vô hộ vô chủ, không ai làm chỗ nương hết. Mẹ của Sayi Sankicha, Kanchana. Sankicha thì vợ Sankicha thì chết ở trên dòng, mẹ chết ở trên dòng quả, người ta mới thấy, người ta mới mổ bụng ra, người ta mới cứu sống đứa bé. Còn cái vị Sayi này là Sankicha, khi mà cha của vị Sayi đó qua đời thì người chú muốn chiếm lấy gia tài, cho nên người chú không muốn để gia tài của người anh trai mình cho đứa cháu trai,
mới dụ nó, bắt trói nó lại, đem vô trong tham ma bộ địa bỏ đó, cho dạ can, cho rừng tối nay ra nó ăn. Thì đêm đó đó, đứa bé nó hoảng sợ, nó kêu cứu. Ở tại chùa Chetavana, Đức Phật Ngài dùng thi nhãn, Ngài nhìn thấy, Ngài xuất hiện đến, Ngài bảo rằng: này sang cái trái đừng có sợ, chớ có sợ. Ngài mới truyền công lực cho nó, Ngài có thần thông, nó có một cái sức mạnh, nó có thể nó gồng, nó dùng chảy là đức gì hết. Bắt đầu nó đến đảnh lễ Đức Phật và nó theo chân Đức Phật đi về chùa Chetavana, chùa Kỳ Viên. Đức Phật này thuyết pháp cho nó nghe, nó đắc quả A-la-hán. Sáng hôm sau, người mẹ của vị sư di đó hớt hở hải đi tìm, sau gặp Đức Phật này ngồi ở đó dưới gốc cây đó, bà mới đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi Ngài: Ngài có thấy đứa bé nào mà nó lạc đi, chắc nó chết rồi. Ông chú nó dẫn đi vô rừng chịu qua giờ chưa thấy nó về. Con khổ lắm, con có một đứa con, cuộc đời của con á, sống được là nhờ nương tựa nơi đứa con trai đó. Nó có về gì chắc con cũng chết. Đức Phật Ngài mới bảo: này bà, cái thân này còn không giữ được, đừng có nghĩ rằng là có cái chỗ nương tựa. Khi mà tử thần nó đến rồi thì không có con cái làm chỗ nương tựa cho mình, không có quyến thuộc nào làm chỗ nương tựa cho mình được cả. Đời là vô hộ vô chủ, Atano. Ngài mới thuyết lên bài kệ. Bà nghe xong rồi chứng quả Tu Đà Quần. Xong rồi Ngài mới thu hồi thần thông, bà mới thấy đứa con trai của bà xuất gia rồi ngồi bên cạnh Đức Phật. Thì bà là bậc Tu Đà Quần sơ quả, cho nên bà nhìn thấy đứa con trai xuất gia thì bà rất là hoan hỷ. Bà yên tâm là con của bà sống vậy thôi, rồi thôi đảnh lễ xong rồi đi về. Cho nên đó, ở đây chúng ta phải nhớ là cuộc đời nó vô hộ vô chủ. Nhớ cái câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy như thế này: Upanishati chiva tapamayu charupani tassas na santitana. Na santitana, tana là chỗ nương tựa. Khi mà già chết nó đến đó, là chúng ta không có cái chỗ nương tựa. Đừng nghĩ rằng mình có quyến thuộc, mình có bè bạn, mình có con cái, có tài sản, có nhà cửa là cái chỗ nương tựa cho mình. Tử thần đến thì thưa quý vị, là chúng ta không có chỗ nương tựa ngoài cái công đức phước báo mà chúng ta đã làm. Chính vì thế chúng ta phải ráng, chúng ta có cái sự tinh tấn, chúng ta quan sát. Rồi Asako Yoko Sampang Pahaya Gamariyang, chúng ta phải quan sát thêm nữa là đời vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, không có cái gì chúng ta đem theo. Dầu cho người ta có tẩn liệm vô quan tài, vàng vòng châu báu, thậm chí người ta cho cái người chết ngậm cái viên ngọc nữa kìa. Ngày xưa đó thưa quý vị, những người nhà giàu, nhưng mà cái đó là để tổn hại cho thân thôi. Tại sao vậy? Ăn trộm mà nó biết được cái mã mà mới chôn đó, ở trong quan tài của người nhà giàu có ngậm vàng, ngậm ngọc, hay là có tẩn liệm đồ quý báu đó, là tối đó là nó đào mồ lên, nó quật quan tài lên, nó cài nắp hòm, nó lấy hết. Lúc đó thì sao đây? Tội nghiệp oan ức cho cái người chết. Chết đi rồi sanh ở cảnh giới khác, sanh ra khỏi bụng mẹ cũng trần truồng, đâu có quần đâu,
không có một sự dây chuyền, không có một chiếc nhẫn, không có gì hết. Đến nỗi cái hàm răng của nó chưa có nữa, đừng nói gì có viên ngọc trong đó. Cho nên chúng ta phải hiểu vậy. Đời vô sự hữu ri, đi bỏ tất cả, tùy theo cái nghiệp thôi. Do cái nghiệp chúng ta tạo, nghiệp thiện hay nghiệp ác mà chúng ta được hạnh phúc hay đau khổ, chỉ vậy thôi. Ừ, quán thứ tư nữa, Unoloko Anifisaro, chúng ta phải suy xét rằng thế gian này luôn luôn là bị thiếu thốn, nghèo khổ, không biết đủ, nô lệ cho tham ái. Quả thật như vậy. Người ta nói được voi đầu tiên, nhưng mà sớm không biết cái câu được voi đầu tiên đó nghĩa gì đứng ra đó. Được voi đồi xiên, cái câu người ta đúng là được voi đồi xiên, cây xiên mà để điều khiển voi đó, quý vị. Cái cây mà ở đầu nhọn để điều khiển voi. Khi mà chúng ta đi đến đó thì cái ông chủ trang trại ông tặng cho mình một con voi, thì thôi mình về mình tự làm cái này đi, để mình điều khiển, mình huấn luyện với voi. Hồng nói anh tặng cho tôi voi, tại sao anh không có cho tôi luôn cái xiên để tôi về cho thể. Thế người ta mới nói là đúng là được voi đầu xiên, nhưng mà đọc riết được voi đầu tiên không biết có nghĩa gì, không biết. Cho nên á, cuộc đời nó vậy. Cái anh trà, cái lão thiền phu đó nghèo quá, đi vào rừng khóc. Công tiên hiện lên nó hỏi sao ông khóc. Lão đó bây giờ nghèo quá, nói thôi giờ ta cho con điều ước, bây giờ con ước đi. Con ước gì là ở nhà ông cái lu của ông, lu gạo của ông đầy, luôn luôn đầy. Thì ông về tới nhà bà vợ chạy ra nói ông ơi, tự nhiên cái lũ hũ gạo của mình nó đầy lên rồi, mình khỏi sợ đói. Cái vô cái ông thiền phu cũng kể lại cho bà vợ mới nghe, ông tiên cho điều ước. Cái có ăn rồi đó, cái bà vợ sanh tộc đã nói với ông chồng thiền phu á, bây giờ ông chạy vô rồi ông xin nữa. Bây giờ có ăn chứ mà cái nhà nó sập xệ quá, nó lụp sập quá làm sao giờ xin cái nhà. Ông tiên ông nghe ước về, ông cũng thương tình, ông cho cái nhà. Mà được cái nhà rồi đó thì bà ước là bây giờ nhà mình cũng khang trang, có ăn có mặc rồi, nhưng mà khổ cái là bị quan lại nó hiếp đáp, thôi giờ mình xin một cái chức nào đó. Cái quan cho làm cái chức tri huyện, về được kiểm viên, bả là phu nhân của bà huyện mà, bà huyện. Cái bà tham nữa, bà đội nó ông huyện nhỏ hơn ông phủ, ông phủ tôi là ông tỉnh, thôi vô xin nữa. Được làm tới tri phủ, được bà tri phủ ngon lành. Cái sao bà nói không, mình trên nhiều người chứ mình còn thua ông vua, thôi giờ xin làm vua. Bây giờ ông xin làm vua, tôi làm hoàng hậu. Vô xin cái tiêu nói vợ chồng bi tham quá, ông rút hết, nghĩa là về còn túp liều siêu vẹo thôi. Cái câu chuyện cổ tích học từ nhỏ lớn, chúng ta thấy đời nô lệ cho tâm ái, được cái này đòi cái kia, không bao giờ biết đủ. Chúng ta nghĩ đến chỗ đó chúng ta chán, mà khi chúng ta chán rồi thì chúng ta có sự tinh tấn. Cho nên một là chúng ta muốn có sự tính là chúng ta quán bát thê thảm, 12 cái bát thê thảm rồi thêm 4 cái bản chất của thế gian, rồi chúng ta bắt luôn cần là chúng ta suy xét thêm, chúng ta tác ý những cái điều khi đi xa mới về, khi sắp làm việc xong, khi sắp bệnh mới hết, khi no khi đói, chúng ta phải hiểu cái đó. Chúng ta tác ý vậy chúng ta mới có sự tinh tấn. Và người phàm phu của mình đó mất niềm tin là mất tất cả. Nhưng mà chúng ta có niềm tin rồi mà chúng ta lười biếng đó, tối ngày chúng ta nghĩ rằng là họ khỏi còn tu, khỏi còn tinh tấn chi.
Cứ là có niềm tin với Đức Phật rồi cứ lại Phật, rồi cầu nguyện xin Đức Phật cho cái này cho cái kia vân vân. Cũng hay, cũng như hay dòng từ phu đó. Xin được thì cứ xin hoài, không có chịu lo làm ăn, không có chịu lo học hành. Mình có năng lực người ta mới bầu mình lên, người ta đưa cái chức quyền lên. Mình có nghề nghiệp thu hoạch thì mình mới giàu có được chứ. Còn bây giờ ngửa tay mình xin như vậy thì sớm muộn gì nó cũng mất. Cũng như chúng ta vậy, chúng ta cầu xin văn xin Đức Phật là cho cái phước không bao giờ có đâu. Cho nên chúng ta tinh tấn là tự mình tạo cái thiện pháp. Rồi cái thứ ba nữa mà trong cuộc đời tu là không thể thiếu, đừng bao giờ chúng ta để cho đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cái câu người ta nói thượng ngoài vậy, tối ngày cứ do ăn uống bồi dưỡng cho cái xác thân này, ngủ nghỉ cho nó mạnh khỏe, tập thể dục thể thao cho nó khỏe mạnh lên, cường tráng lên. Nhưng mà cái đầu rỗng không, cái đầu rỗng không, không biết Phật pháp là gì, không hiểu được cái điều hay lẽ phải là cái gì hết. Thì như vậy gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Và Đức Phật cũng nói, người mà phát triển cơ bắp nhưng mà không phát triển cái trí não thì cũng chẳng khác nhau như một con bò đực. Nó ăn rồi nó lớn lên, cơ bắp nó mạnh khỏe vậy nhưng mà ngu như con bò. Nhưng mà chúng ta đừng có chê nó quá. Bởi vì chúng ta chê ngu như bò nhưng mà lại khuyên là nên uống sữa bò để cho thông minh. Con người chúng ta mâu thuẫn ghê lắm. Cho nên chúng ta bỏ qua chỗ đó, chúng ta đừng nói. Chúng ta chỉ nói là chúng ta hàng ngày chúng ta không chịu luyện tập cái trí tuệ đó quý vị. Mà chúng ta chỉ lo ăn, lo ngủ, lo tập thể dục, vận động thể xác thì coi chừng đầu óc ngu si tứ chi phát triển chúng ta rất là mệt. Hoặc là như con bò, lớn lên như con bò đực thì nguy hiểm lắm. Đức Phật ngài tuyên bố một điều: Panya chi vinh chi vô tát mô sẽ thăng, đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Giữa con người và con người nó chỉ hơn nhau ở cái đầu thôi. Chúng ta nhớ hơn nhau ở cái đầu. Hễ có trí tuệ khôn ngoan đó thì được. Trong cái chuyện cổ tích có cái câu chuyện cũng hay lắm. Thuở xưa giữa loài người với loài thú nó còn có cái sự chung sống với nhau. Một lúc nọ con hổ ngày xưa nó không có có vằn đâu thưa quý vị. Cái lông của nó vàng bược thôi. Bữa đó con hổ nó đi ra, nó mò me ra gần tới làng, tới ruộng. Tôi nó thấy một con người nhỏ thó thôi đang cầm roi quất đằng sau đít của con trâu bự, trâu to lắm, bắt nó kéo cài. Sẽ đến chừng giờ trưa, giờ nghỉ, cái ông thả trâu ra để cho trâu ăn cỏ. Còn cái anh chàng nông dân đó thì dưới gốc cây nằm nghỉ. Cái con cọp đó, nó mò mè nó đến, nó gặp con trâu. Nó nói lấy làm lạ, cái thân của anh to lớn, anh có sừng nhọn như thế này, tại sao anh để cho cái thằng đó, cái thằng con người đó nó đánh đít anh rồi, trong khi nó không có sừng, không có nông đánh vua cả hết, mà để đánh nó điều khiển anh, trói gô anh, nó máng vô cổ anh cái ách rồi anh chịu nổi sao? Anh trâu nó không anh, coi vậy đó. Chứ cái thằng người đó đó nó thông minh lắm, còn mình đó mà không có thông minh cho nên bị người ta chỉ huy, người ta chỉ. Cái trí khôn con người rất là trí khôn. Con cọp nó mới đi đến gốc cây đó, anh chàng anh giật mình thức dậy. Anh hỏi con cọp đi đến là làm cái gì. Nói nghe anh trâu nói là
Con người nó có cái trí khôn. Bây giờ anh cho tôi xem cái trí khôn của anh coi. Cái người nó, anh chàng đó anh nói là trí khôn đi cày ruộng tôi đâu có đem theo, nó rất bất sao tôi để nhà. Cái đó anh chạy về nhà lấy đi. Nó không, nếu tôi chạy về nhà ở đây là ông ăn thịt con trâu tôi làm sao. Bây giờ tôi phải trói anh vô gốc cây, tôi mới yên tâm. Trói xong rồi thưa quý vị, nó chất rôm chung quanh nó đốt. Con cọp nó bị cháy phỏng cho nên da lông của nó loang lỗ là do cái vết cháy đó. Cái người nó đó, cái trí khôn của ta đó. Thì từ đó về sau mới có tình trạng gọi là cái trí khôn của con người. Thật sự, mặc dù câu chuyện cũng cổ tích kể cho em bé thôi, nhưng mà điều con cái thưa quý vị, nó cũng chứng minh một điều là con người sống ở đời phải có trí khôn. Chúng ta xuất gia tu tập như thế này, nhưng mà cái người có trí, cái vị mà có trí, hiểu thông Phật Pháp và biết cách tu tập để tinh tấn, để có niềm tin, có chánh niệm, thì hơn những người xuất gia mà ù lì không biết gì hết. Người Phật tử chúng ta bên ngoài cũng vậy. Đời sống có trí tuệ là đời sống cao quý mà. Cho nên hàng ngày chúng ta phải luyện tập trí tuệ, nhưng mà đâu có cần phải đi trường lớp học lấy bằng cấp mới có trí tuệ đâu. Hàng ngày quý vị chịu khó đó, quý vị ngồi yên là một chỗ, quý vị quán xét luân hồi là khổ, có thân ngũ quẩn này là vô thường, khổ vô ngã. Quý vị cứ quán xét bao nhiêu đó, một thời gian 3 tháng sau là quý vị có trí khác, khác người ta rồi. Quý vị không tin, quý vị làm thử đi, quý vị sẽ sáng suốt hơn người ta. Cho nên ở đây đó, thời Pháp ngày hôm nay chúng tôi muốn trình bày để chư Tăng và chư Tôn Nữ cũng như mấy bà con Phật tử biết rồi. Cuộc sống của chúng ta là gì? Sống để chờ chết. Nhưng mà có hai hạng người. Một người sống để chờ chết, họ sống chuyên làm việc ác, hoặc là họ sống họ dễ vui, họ quên mình, họ cứ ăn rồi ngủ, đi chơi, để rồi tới cái ngày giờ chết tắt thở họ sẽ sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhưng mà có những người khôn ngoan đó, cũng sống để chờ chết. Ai cũng sống để chờ chết, nhưng mà người đó biết vận dụng cái mạng sống này để làm được nhiều công đức phước báo, chuẩn bị hành trang đem theo trong ngày vị lai. Như là thầy giáo đắc, thầy Lê Nghiêm Đắc suy nghĩ rằng là thầy có chuẩn bị trong tương lai. Bởi vì từ khi biết Phật Pháp là thầy đã có sự tinh tấn nỗ lực tạo cái phước báo, cái công đức. Cho nên bây giờ chúng ta làm phước hồi hướng, chứ thật sự ra thầy đã sanh về cảnh giới an lạc nếu như với cái công đức thầy đã làm. Cho nên sống để chờ chết, nhưng mà có người chết có giá trị, còn người chết không có giá trị. Chỉ vậy thôi. Cái bài pháp rất là đơn giản, quý vị nghe cố gắng học hiểu. Bây giờ từ nay về sau đó thì chúng ta phải nhớ luôn luôn sống để chờ chết. Nhưng mà chúng ta chết như thế nào để cho có giá trị, chết như thế nào để cho chúng sung sướng. Tôi xin dứt lời ở đây. Nguyện phước báo do pháp thí hồi hướng đến cho hương linh của thầy Lâm Kim Đắc, tức là thầy Thiện Phước, là một cận sự nam có niềm tin nơi Tam Bảo và có cái chí nguyện chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Sanh ở cảnh giới nào thầy hãy tùy hỷ cái phước báo thuyết pháp ngày hôm nay, và mong cho thầy luôn có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành pháp Ba La Mật để đạt đến cái sự viên mãn đạo quả. Sư cũng chia phước này đến tất cả chư thiên, Đức Trời Đức Thích Chúa Đại Thiên Vương, xin hãy tùy hỷ và hộ trì chánh pháp được bền bỉ lâu dài. Xin chi phước để đến tất cả chư tăng tu nữ và quý bà con Phật tử có mặt, mong cho tất cả được thành tựu sự an vui tiến hóa trong đời sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.